bây giờ chúng tôi lại xin giới thiệu tất cả các bạn cái bếp model Benelli 8888 3.8. Bếp này thì trước khi chúng ta dùng, chúng ta lại bắt đầu vào cái nút này là nút mở. Chúng ta tắt đi, chúng ta giữ mấy giây lên. Ba nút này là ba nút của ba bếp, bếp này của bếp này, bếp này của bếp này và bếp này của bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại chúng ta không cần phải đặt nồi vì nồi nào cũng có thể đun được. Chúng ta thử hồng ngoại trước. Đây hồng ngoại em đang thử số 5. Đây nút tăng giảm của các bếp. Tối đa là số 9. Và các bạn lưu ý là có cái nút tròn tròn đây này. Nút tròn này là của bếp hồng ngoại này. Nút này là gồm có hai nấc, hai cái vòng xoay của trong lòng. Bạn đã nhìn thấy màu đỏ. Màu đỏ của cả cái bếp này. Để ta ấn cái nút này. Lúc này ta thấy bên này hiện giờ là mất cái vòng ngoài, màu vòng ngoài đi. Chỉ còn một cái vòng nhỏ trong. Đây lúc này là lúc để dùng cho bếp hồng ngoại này. Và khi ta muốn làm tỏa hết cả cái lan rộng ra ta ấn một cái nữa đây. Đấy. Thì cái bếp này hiện giờ đã đỏ đều cả vòng quanh bếp. Cái bếp từ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bếp từ. Bếp từ ví dụ tôi dùng bếp này là có nút này. Ta mở lên. Thì đang bảo E0 còn chưa có lồi. Đặt lồi lên. Bếp bắt đầu chạy. Các bạn lưu ý nút P bên cạnh đây là lúc mà chúng ta dùng tốc độ là lớn nhất. Khi chúng ta ấn vào nút P này thì có nghĩa là cái bếp này nút nút cao nhất, đang ở lớp cao nhất của cái bếp. Và nút P này thì nó không giảm được, không tăng được. Khi ta muốn tăng giảm để ra giảm nhỏ cái nguồn cái lượng năng lượng để đun, ta lại phải ấn vào đây để bỏ cái nút P đi thì ta mới tăng giảm được. Và lưu ý một điều rằng là khi đang muốn tăng bếp, đây ví dụ là bếp này nó đang nháy, nó đang phải dừng lại. Khi ta muốn đun bếp này tăng giảm nó thì ta không thể tăng giảm ngay được, ta phải mở ấn vào nó để cho nó nháy cái số này ta mới có thể tăng giảm được. Cái bếp này cũng tương tự như bếp này, hai bếp này là giống nhau vì nó là bếp từ. Còn bây giờ tôi giới thiệu các bạn về cái hẹn giờ của cái bếp này. Bây giờ chúng ta muốn ấn nút hẹn giờ thì chúng ta phải ấn ở đây cho nó nháy thì số 6 lên nó tăng hẹn giờ được. Đây là 30 phút ta sẽ giảm tối đa xuống. Khoảng 5 phút. Lưu ý rằng là khi ta muốn hẹn giờ ta phải ấn nút vào cho nó nháy số 6 cái số run lên thì mới hẹn giờ được. Còn đây nút khóa an toàn. Ta giữ ở đây mấy giây. Nó lên chữ lock, chữ L thì các nút này sẽ không dùng được. Mà ta phải, khi ta có thường lại được, ta phải mở cái khóa này ra. Khi nào nó mất chữ N đi. Đấy, lúc này thì ta mới có thể tăng giảm được. Đấy, thì biết là bạn chúng ta có những điều rằng là khi đun xong chúng ta phải bật tắt bếp đi rồi mới khăn được bê đôi ra khỏi cái bếp. Và một điều lưu ý thứ hai là để cho bếp chúng ta được bền lâu thì khi chúng ta đun xong rồi cái quạt ở bên dưới gầm cái bếp này nó đang thổi hơi cho nóng ra ngoài, chúng ta phải cho thổi hết hơi nóng ra sau đó mới được rút điện ra. Không được rút điện khi mà cái bếp đang nóng, nó sẽ làm cho các cái mạch trong bếp này bị giòn vì do cái nóng ủ bên trong nó bị làm giòn giòn ngay hỏng bếp. Đây là một điều lưu ý. Xin cảm ơn các bạn.